đó là uống cái ibuprofen với nút là ô có giảm đau á cô, mà không hết, sáng dậy là không nổi, nó đau nhất, không có thuốc, không chịu nổi. Cái đó là giống như cái thằng dược, lúc nào mình cứ nghĩ đó là thằng dược lúc nào cũng đi bên cạnh mình hết, nhưng mà hôm nay là không có cần nữa với cô giáo ơi. Hồi tối là nó bệnh luôn á, trong người rò da, là cái mô da của mình nó mới cảm cúm á, mà thường nếu mà bình thường là sáng là dậy chạy đi không nổi, tối phải uống thuốc, nếu như là cái hiện tượng đó thì tối á, ăn 16-8 tối trường gan, thì sáng ngày ngủ một giấc từ tối đến 5 giờ sáng dậy rồi người nó khỏe lắm cô giáo ơi. Trời ơi cái này nó có tác dụng hay quá, mới cái đi học có 3 ngày à. Cảm ơn em, mà thực sự em có công nhận là nhan sắc hôm nay của em khác không? Em thấy em ngủ thì em thấy em nhan sắc thì em không có ra ánh sáng được, nó nằm ở trong nhà thấy nó tối tối quá, nhưng mà là em thấy con người em nó nhẹ lắm cô giáo, nó nhẹ mà nó hưng phấn lắm, cảm thấy mình yêu đời lắm cô giáo, nó không có nặng nề. Mấy lúc trước á, ngủ dậy á, chưa đi học á, ngủ dậy là nó trì nặng người, nó cảm thấy nó không có, người nó không có sức sống cô giáo. Vì sao nói nhan sắc? Vì cách đây 3 hôm em tới lớp á, em cái da của em nó tái, mà mặt em buồn, mà em cứ nhăn nhăn hoài. Mà bữa nay từ sáng giờ nhìn em tươi á, cười suốt à, cười hoài. Mà mới có 3 hôm đi học, có đúng không? Có cảm nhận thấy không? Dạ đúng, cảm nhận vậy luôn á cô. Cảm nhận trong người mình cảm thấy nó như phơi phới vậy cô. Khác hẳn luôn, đúng, thay đổi cuộc đời. Hay lắm, mới sáng vừa nói với ông xã kêu, anh ơi trời ơi em có tác dụng hay quá anh ơi, sáng ngày em rồi cái da em nó hết đau rồi. Và thường là nếu mà như vậy là uống cái ibuprofen với nút là ô có giảm đau á cô, mà không hết, sáng dậy là không nổi, nó đau nhất, không có thuốc, không chịu nổi. Cái đó là giống như cái thằng dược, lúc nào mình cứ nghĩ đó là thằng dược lúc nào cũng đi bên cạnh mình hết, nhưng mà hôm nay là không có cần nữa với cô giáo ơi. Chỉ trường gan cái ngủ đến sáng theo cách ăn 16-8 ấy, cái tự nhiên cái khỏe cô giáo ơi. Trời ơi sướng lắm cô giáo. Chúc mừng em. Hốt đi anh em, trường gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.